về ma sơ vui vẻ, thì ở trên tạc bịa chuyện. Thì đối với ma sơ vui vẻ, một lần nữa thì tôi sẽ hứa với quý vị là tôi sẽ cố gắng tôi xây dựng một cái văn bản thật tốt để tôi kính gửi lên cơ quan có thẩm quyền, và tôi sẽ coi như là xin, có thể xin thêm cả những cái chữ ký của quý vị khán giả. Nội dung của cái thỉnh nguyện đó của tôi là gì? Là tôi muốn tất cả những cái môi trường mà thuộc về không gian mạng, đặc biệt là YouTuber, Facebooker đó, thì tuyệt đối không được mã hóa câu chuyện, mã hóa nhân vật để nói. Tất cả những cái nhân vật, kể cả mã hóa nhé, để mà coi như là sau này chạy tội cho mình. Vì sao chúng nó phải mã hóa? Vì chúng nó sợ bị kiện. Vì sao sợ bị kiện? Vì chúng nó xuyên tạc, chúng nó nói sai, chúng nó mới phải mã hóa. Còn chúng nó nói đúng việc gì chúng nó phải mã hóa. Như tôi gọi con Nguyễn Thị Thu Hương, con ma sơ vui vẻ đây, có bao giờ tôi phải mã hóa không? Đấy. Và sẵn sàng tôi có thể lúc nào tôi đút cả cái củ từ của tôi vào mồm con ma sơ vui vẻ luôn. Đấy, nếu như tôi bắt được nó, banh cái mồm nó ra cho các củ từ vào nhá. Còn trở lại câu chuyện gì, tôi không muốn những nhân vật được mã hóa trên mạng. Bởi vì sao? Bởi vì lý do đó là gì? Sẽ khép chúng nó vào cái tội là tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại. Đúng không ạ? Bây giờ chúng nó theo luận điệu nó là chúng tôi chỉ nói lên một cái nhân vật mà gọi là theo truyền thuyết thôi, một nhân vật hư cấu, chúng tôi không có tội gì cả. Nhưng chúng mày không có tội, nhưng chúng mày đã có một cái tội là tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Và con ma sơ vui vẻ là con mắc rất nhiều tội trong cái tội này. Thằng Cao Nguyễn cũng mắc rất nhiều trong cái tội này. Đó. Khi chúng nó mã hóa nhân vật và dành những cái ngôn ngữ rất là coi như là bẩn bựa, độc hại. Thế nên là cái đó thì tôi sẽ có lưu tâm, tôi sẽ làm và tôi sẽ xin, có thể xin chữ ký của khán giả nữa. Và bằng cách chữ ký như thế nào, xin cái sự ủng hộ cho của từ quý vị, thì tôi cũng phải suy nghĩ một cách nó thông minh nhất. Đấy. Nó tiết kiệm thời gian nhất. Rồi là cái việc làm đó sẽ không phải là việc phục vụ cho riêng ma sơ vui vẻ cho Cao Nguyễn, mà tôi phục vụ cho cả một cái cộng đồng của YouTube sau này, một cái văn hóa của Việt Nam trên YouTube sau này. Đó là cái tâm nguyện của tôi. Đó. Thì đầu tiên về yếu tố ma sơ vui vẻ, một điều rất đặc biệt là thú tính, ác độc, mang tư tưởng khủng bố cực đoan. Đấy. Thì ở cái phần này là gì? Là ma sơ vui vẻ là một con bé là xui đồng bào giết hại đồng bào. Đấy. Xui đồng bào giết hại đồng bào. Coi những cái vấn đề coi như là tính mạng của con người trên cái giải đất hình chữ S thuộc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là rơm là rác. Không tôn trọng bất kỳ một cái mạng sống nào, nhưng lại giả nhân giả nghĩa, bày vẽ ra làm từ thiện. Đấy. Con này là một con quỷ ác độc. Cái điều thứ hai là băng hoại đạo đức gia đình. Băng hoại đạo đức gia đình ở đây là gì? Là ở nhà hai mẹ con gọi nhau bằng cái tên trống không. Đấy, Hương ơi, Hội ơi. Đấy. Ví dụ như Hương có thể họ gọi Hội là bằng tên trống không, nhưng Hội không bao giờ được phép gọi Hương bằng tên trống không. Vì cái tên trống không ấy chỉ có chồng gọi vợ thôi. Văn hóa Việt Nam không bao giờ có cái chuyện con gọi mẹ là Hương ơi nhé. Đấy là một văn hóa bố láo. Và chính con ma sơ vui vẻ Nguyễn Thị Thu Hương, nó tuyên truyền trên kênh của nó là bây giờ cuộc sống văn minh bình đẳng. Làm gì có cái thể loại bình đẳng như vậy? Văn hóa xã hội Việt Nam phân chia thứ bậc là để biết rõ mình đang nhắm vào ai, tôn trọng người đó hay không. Mày, tao, chí, tớ, bạn, tôi, cậu. Đấy, ấy. Rồi lên đến anh chị, rồi cô chú gì, rồi đến các bác, đến hàng bố mẹ, ông bà ở bên trên nữa, cụ kỵ, phân ngôi rất rõ ràng để thể hiện cái lễ nghĩa đấy, chứ không phải you and me và của với nỉ đâu. Đó. Không có phải mình đây và đối tượng bên kia. Cái đó là gì? Cái sự khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì tôi thấy là chưa tìm được một cái ngôn ngữ nào nó có cái sự phân ngôi rõ ràng để chỉ rõ cái lòng tôn trọng và cái sự kính trọng đối nhân xử thế giữa con người với con người bằng cái ngôn ngữ Việt Nam. Những nước khác họ rất là chung chung. Đấy. Và đương nhiên là chúng ta thấy ở đó cái sự chung chung thì cái sự khái quát, cái tính bao hàm nó lớn. Nhưng đi vào chi tiết, càng đi được vào chi tiết thì càng có chiều sâu. Tôi nhận định tiếng Việt và ngôn ngữ Việt Nam rất có chiều sâu. Vậy mà bây giờ chúng ta đánh đồng ra cái việc là cải tiến chế độ văn hóa, ngay cả cái việc là gì? Con ma sơ vui vẻ nó bảo nó không bao giờ nó phản đối cái việc mà gọi Bác Hồ, bởi vì là sau này tiên tiến thì không ai gọi Bác Hồ nữa cả. Người ta phải gọi là Mr. Hồ, là ông Hồ, theo đúng cái quy chuẩn của thế giới. Đó. Vì sao lại là Bác Hồ? Vì Bác luôn là gì? Là người trên bố mẹ. Đó. Không xa như tầng ông bà, mà trên bố mẹ là người rất gần gũi, luôn luôn bảo ban mình. Tồn tại mãi mãi qua các thế hệ, Bác mãi mãi là Bác, là người gần gũi nhất trong gia đình. Đấy.
trên bố mẹ. Vậy thì mà con ma sơ vui vẻ nó giao giảng cái gì, cái việc trong gia đình để cho thằng Hội nó gọi con Hương là Hương điên. Gia đình chúng ta là có ai gọi con nào gọi mẹ như vậy không? Văn hóa này ở đâu ra? Có phải là văn hóa lạc hồng không? Đó. Gọi mẹ là Hương điên. Hương điên dậy rồi, tí Hương điên ra bây giờ. Rồi là Hương ơi, cẩn thận âm thanh Hương ơi. Đó. Thì qua đây tôi hỏi quý vị nhé. Liệu Hội nó có phải là con của Ma Sơn vui vẻ không? Con của con Hương hay chính thằng Khoa cái mới là con thật? Còn thằng Hội này chỉ là một nhân vật được đưa từ bên ngoài vào cài cắm thôi. Tôi thì tôi nghĩ vậy thôi, nhưng mặt chúng nó thì cũng hơi giống nhau thật. Nhưng mà ở đâu ra một cái thứ xương thủy tinh lợi dụng mình để có thể cho rằng là bố đời như vậy được? Mẹ nó còn không tôn trọng thì làm sao mà nó tôn trọng khán giả? Vậy thì chúng ta theo dõi kênh của Hội Gobo làm gì? Ai theo dõi kênh Hội Gobo hủy ngay cho tôi. Vứt cái thằng Ôn ấy sang một bên. Thằng đấy là thằng gì? Đấy. Nó dám coi như là tuyên bố với bên Mỹ là chúng mày sống ở xứ sở tự do thì chúng mày được tự do, còn tao đây là ở giữa, coi như là thiên đường kẹt giữa dòng xã hội chủ nghĩa mà tao lách tao luồn, tao vẫn được tự do. Tư tưởng thằng Hội là chống đối còn mạnh hơn con Ma Sơn vui vẻ, nhưng khả năng của thằng Hội nó kém hơn con Ma Sơn vui vẻ ở cái chỗ là gì? Nhiều khi thằng Hội nó lên sóng thay con Ma Sơn vui vẻ thì là gì? Nó chỉ mượn cái xương thủy tinh để lấy lòng khán giả thôi, còn nó lên lần nào là hỏng lần đấy, là lòi đuôi của chúng nó lần đấy ra. Đấy, thằng Hội rất là dở, thằng Hội phải làm cái kênh riêng. Cho nên thằng Hội thôi không có trình độ bằng Ma Sơn vui vẻ, nhưng cái tư tưởng của thằng Hội nó cũng không kém con mẹ nó đâu. Đấy. Rồi là yếu tố thứ ba là kẻ mất gốc dân tộc và nguồn cội. Đấy, nó mất gốc dân tộc rồi. Thứ nhất là gia thế nhà nó thì không phải là gia thế khủng. Đấy. Và cái cách truyền bá cái gia thế khủng đó không khác gì cách của thằng Cao Nguyễn nó tung cái lý lịch của nó lên trên mạng. Không khác gì cái cách của coi như là con Ma Sơn vui vẻ nó tung lên mạng. Không khác gì coi như là rất là nhiều thành phần. Và đó là cái hướng của bọn dân chủ cuội suốt ngày coi như là căng phông căng bạt ảo ở đâu ra. Và chúng ta cũng thấy là gì? Những cái người mà lùng ra lý lịch của con Ma Sơn vui vẻ đầu tiên nhé, những cái thành phần đấy mới là những cái thành phần chúng ta phải xem. Ai là người đưa lý lịch con Ma Sơn vui vẻ này ra đầu tiên? Với cái lý lịch châm anh thế phiệt ấy, là cháu hòa thượng này, con này tướng nọ tướng kia, thì thằng đó là thằng dân chủ cuội nhá. Vì chúng nó làm xong chúng nó phải tuồn ra bên ngoài chứ, đúng không? Chúng nó làm xong thì tự chúng nó phải đưa ra chứ. Nó đưa ra bằng cách nào thì người nào đưa ra thì chúng ta hãy soi từ những người đầu tiên moi móc được cái thông tin đấy nó ra, thì những thành phần đó rất là nguy hiểm. Đấy. Thành phần đó phải xem xét. Và cuối cùng thì tôi đã xác minh là cái gì? Cái gia thế của nó là gì? Là đời ông đời cụ nhà nó toàn là cường hào lý trưởng và đã bị tịch thu đất đai. Vậy thì nó là đứa bất mãn chế độ từ mấy đời rồi còn gì nữa. Đấy. Bất mãn chế độ từ lâu rồi. Cho nên con này ấy, là gì? Không có cái châm anh thế phiệt nào trong gia đình cả. Và việc gần đây thằng Keo Nguyễn ấy, nó chủ động nó đi xuống trước ấy. À, nó muốn đi trước tôi một bước. Nó không muốn tôi về rồi nó cũng minh chứng khán giả, nhưng kiểu gì tôi cũng phải về. Tôi sẽ đi hết tơi, đã nói những gì là tôi sẽ làm. Đấy, còn địa chỉ thằng Keo Nguyễn tôi đăng lên rồi, tôi để xem là từ giờ đến hôm nữa xem nó live stream được ở nhà nó mấy hôm. Đấy. Chứ còn em tôi nó cũng đang bận. Đấy, sắp xếp được thì coi như là cũng sẽ có một cái buổi coi như là truyền hình trực tiếp đấy. Không phải ngồi đấy mà nói liên thuyên được đâu. Đấy, gia thế cách mạng là giả dối, lừa khán giả. Làm gì có gia thế cách mạng nào, toàn là cường hào lý trưởng bất mãn chế độ, rồi có bà cô bà dì là bên Mỹ rồi nhá. Đấy, cái này tôi có bằng chứng tôi làm hết rồi. Bà cô bà dì thì sống ở bên Mỹ rồi, rồi tự bốc phép cho mình là có cái gì có quan hệ với dòng họ nhà ông Vũ Hồn, một cái ông ở bên người bên Trung Quốc. Đấy. Có nguồn gốc từ Trung Quốc sang Việt Nam và định cư tại khu vực Hải Dương đó. Đấy, để lấy lý do bao biện cho cái việc là gì, là vì sao mình về cái chỗ khu vực Hải Dương nhà thằng Keo Nguyễn để làm từ thiện. Vì sao lại có cái sự xuất phát từ thiện ở khu nhà Keo Nguyễn? Bởi vì chúng nó thì đầu tiên là gì, mượn cái tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân từ nước ngoài lẫn trong nước gửi về, chúng nó làm lợi cho quê hương chúng nó trước đã. Đấy, lấy lòng coi như là địa phương đã. Ít hay nhiều thì bước đấy là bước đầu tiên, đúng không ạ? Đấy. Rồi sau đó là chúng nó mới phát triển ra những cái khác. Trong đó thì cái từ thiện của con Ma Sơn vui vẻ đã có cái nguồn từ con coi như là Maria Varelli đấy, là người nó liên tục nó giao giảng nó giới thiệu, thì đã từng bị tố cáo là cái việc là ẻm tiền của Mạnh Thường Quân lên đến hơn 2 tỷ đồng. Trong đó là chúng nó vẽ ra những cái dự án là xây bệnh viện tại Sơn La. Chúng nó phải vẽ ra những dự án như vậy, xây những cái bệnh viện, những cái công trình phúc lợi ở vùng sâu vùng xa thì chúng nó mới quỵt được tiền của Mạnh Thường Quân.
Và cái số tiền quỵt đấy thì chúng nó đưa sang cho nó nuôi cái tổ chức phản động chống phá của chúng nó được. Rồi tiếp theo là đến phần là nguyền rủa các cố lãnh đạo khi họ qua đời. Con ma sơ vui vẻ này là nguyền rủa các cố lãnh đạo khi họ qua đời. Vào năm 2018, khi cố tổng bí thư Đỗ Mười qua đời thì nó dám gọi là chia buồn với Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi ông Nguyễn Đức Cống, đấy, cố tổng bí thư Đỗ Mười là Nguyễn Duy Cống, thì cả con ma sơ vui vẻ lẫn thằng hội nó đều gọi là Nguyễn Đức Cống. Nguyễn Đức Cống thì đọc ngược là Nguyễn Đống Cức. Đấy. Cũng như chúng ta đọc tất thành cang là tăng thành cất. Nên con ma sơ vui vẻ này, vào chính ngày có cố tổng bí thư Đỗ Mười qua đời, cả nước đang chịu quốc tang. Mà cố tổng bí thư Đỗ Mười là gì? Là một trong những người cũng rất là có những cái cống hiến cho cái sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng có những cái điều gây tranh cãi, nhưng xét về những tất cả những cái đó thì dựa trên quan điểm là người thúc đẩy rất là nhiều cho sự phát triển đấy của chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản, góp công nhiều cho đất nước. Còn trong quá trình chúng ta thay đổi, chúng ta lèo lái con thuyền để làm sao trong tình hình bối cảnh là đất nước bị cấm vận rồi, bị rất là nhiều thứ, phải xoay chuyển nhiều phương án chứ. Muốn làm cái gì phải có thí nghiệm. Nhưng chúng nó đang muốn lấy những cái điều coi như là vừa có những cái yếu tố xuyên tạc thổi phồng lên để chúng nó cài vào lòng thế hệ trẻ mai sau, bố láo và xuyên tạc. Rồi không chỉ nó nói về cái gì, không chỉ nói riêng cố tổng bí thư Đỗ Mười, mà nó còn nói tiếp về cả cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, rồi nó xỉa sói đến vong linh của Bác Hồ ở trong lăng. Nó nói rằng là gì, sống một mình rồi chết cũng một mình, cả đời nữa ở trong cái lăng to lù lù đấy, nó đi lại trong cái lăng rồi đập đầu vào tường chết thêm lần nữa, lại thiếu phúc đấy. Tất cả những gì nó nói tôi còn nhớ như in luôn. Tôi rất sâu cay với con ma xưa vui vẻ Nguyễn Thị Thu Hương này. Thế nó không mang những cái tư tưởng bố láo mất dạy đó thì làm sao mà có thể là tin tưởng nó được, đúng không ạ? Đó là nguyền rủa các lãnh đạo. Đấy, có tổng bí thư, cố tổng bí thư Đỗ Mười này, có cả cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, rồi nhắc cả đến cái việc Bác Hồ nữa, và nó nói rất sâu cay ở trong cái video đó. Đấy, là một con rất là cực đoan và bố láo. Đấy, con này là không tồn tại được ở Việt Nam hay bất kỳ đâu đâu. Đấy, mai mốt thì cả nước tuyên bố nó là giặc rồi thì mọi người sẽ biết cái bản chất của nó thế nào. Cho nên bây giờ nó đang rất là sợ và nó phải làm một cái kịch bản để nó chửi nhau thằng Keo Nguyễn, để vứt mỗi đứa về một xó đi. Con ma xó sẽ chui lại đúng cái xó của nó. Đấy, chui lại đúng cái xó của nó để nó nằm yên ở đó. Nằm yên nó tiếp tục cái công việc như trước đây nó làm ấy, không ai biết tới. Đúng không ạ? Đấy. Rồi là bưng bô cho Mỹ âm mưu phá hoại dân tộc. Đấy, bưng bô cho Mỹ âm mưu phá hoại dân tộc. Thì những cái điều này nó thể hiện có gì? Trên kênh Ma Sơ Vui Vẻ, ngày coi như là Phó Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam, nó mặc một cái áo cờ Mỹ. Trong khi đó là gì? Từ trước nay ngày 2/9/30/4 chưa bao giờ nó mặc áo Việt Nam. Đấy. Tiếp theo nữa là trong ảnh nhà nó chưa bao giờ treo cái cờ Tổ quốc. Chỉ thấy có đúng cái bằng khen là chắc là bằng khen thằng Đỗ Minh Hội thôi. Chưa bao giờ thấy nó treo ảnh Bác Hồ. Đấy. Chưa thấy. Thế nên là nó bưng bô cho Mỹ ở khi nó nói về ngày Quốc khánh Mỹ. Thì nó chê bai dân tộc Việt Nam là dù có 4.000 năm lịch sử, dù có dòng máu coi như được là tự hào là con rồng cháu tiên, nhưng nước Mỹ tuy không may mắn có được những cái lịch sử như vậy, nhưng nước Mỹ phát triển rất là giỏi. Còn Việt Nam chúng tôi thì gì? Là phải đi theo đúng cái quá khứ của coi như là Lạc Long Quân và Âu Cơ, tức là chúng mày phải ly tán ra thì chúng mày mới có tiền của. Cho nên là những cái người di cư trong năm 1975 là toàn là những người coi như là giàu có tiền của. Đó. Vào ngày Quốc khánh Mỹ nó nói về Việt Nam như vậy đấy. Đấy, rồi là âm mưu của nó là kết hợp với cả con Maria Valenti ở trong cái công ty Đại Việt Inc đó, coi như là làm một cái tổ chức coi như là không phải là trá hình cái việc là gì, đưa du học sinh ra bên nước ngoài du học, mà nó là gì, là đưa ra định cư. Đưa ra định cư để làm gì? Để là tạo nguồn sau này quay về coi như là cắn lại cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Đấy, cắn lại coi như là con đường lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó. Thì ở đó là bưng bô cho Mỹ về cái điều đó. Và trong cái video đó nó cũng nói luôn đấy là gì, là chả ai như đất nước này còn là gì, một đồng ông Trump đang sống. Ông Trump là ông Donald Trump nhé, Donald Trump. Ông ấy đang sống thì gọi là một đồng ông Trump đang sống thì bằng 23,5 ngàn đồng
ông cụ chết toi. Tức là ý nói Bác Hồ là ông cụ chết toi. Vì Bác Hồ là người in ảnh trên tờ tiền mà, đúng không? Đấy, 23,5 ngàn đồng tiền ông cụ chết toi. Và cái trạng thái chết toi thì các bác tra từ điển sẽ không có đâu. Sẽ không có. Các bác ra nhìn thấy con gà chết ngoài sân bảo nó, ôi con gà chết toi rồi. Đấy, vào chuồng lợn thấy con lợn chết ở trong bảo ôi con lợn này chết toi rồi. Vậy là đây là một cái trạng thái chết toi, hoặc là một người đó, chết bất đắc kỳ tử, chết thình lình giữa đường giữa chợ, người ta gọi là chết toi, lăn quay ra chết là chết toi. Vậy thì nó gọi là ông cụ chết toi, đây là ý nó nói cái gì? Đấy. Nó xỉa sói hay không xỉa sói? Đây là một cái sỉ nhục chứ không phải là một cái xỉa sói nữa. Một cái sự sỉ nhục. Đó là âm bưng bô cho Mỹ và âm mưu phá hoại dân tộc. Sang đến điều thứ 8 là góc nhìn từ hải ngoại về ma sư vui vẻ. Thì thôi, cái này thì có bằng chứng rồi. Vì ở hải ngoại người ta nhìn con ma sư vẻ ở đây là một con dân chủ quậy và chống cộng cực đoan. Đấy. Những người hải ngoại người ta nhìn nhận, những người hải ngoại mà không quan tâm đến chính trị ấy, mà khi nhìn về tình hình đất nước thì người ta nhận định ma sư vui vẻ là một con dân chủ quậy cực to và là một người chống cộng cực đoan. Người ta nói rằng là bây giờ đất nước Việt Nam đang yên ổn, quan hệ đối thoại với quan hệ đối ngoại với các nước như Trung Quốc, với Mỹ, với toàn các nơi thế giới đang có dần vị trí rất là bình thường, rất là khôn khéo, mà con này nó cứ đi chửi suốt ngày như vậy thì nó là con dân chủ quậy. Rồi đó là tất cả những cái yếu tố về con người của ma sơ vui vẻ. Và kèm vào đó là con đã có Đỗ Minh Hội rồi, hai mẹ con nhà nó bây giờ là cố gắng đang muốn ngồi vào một xó, ngồi yên một xó chứ không muốn thò đầu ra như trong vụ drama này nữa. Vì từ ban đầu trước khi bước vào drama chúng nó đã ngồi yên ở cái xó đấy rồi. Đó. Nó bây giờ chúng nó muốn đẩy thằng Keo Nguyễn lên, nó chứng minh cho thằng Keo Nguyễn là đúng đi đã. Phải là thằng Keo Nguyễn hết mình để thằng Keo Nguyễn nó sẽ tồn tại ở một cái góc riêng của nó. Bây giờ chúng nó phải đẩy fan ra, tách hẳn nhau ra đi. Phải rửa mặt với nhau thì sau này chúng nó xây dựng chương trình từ thiện ấy thì không ai mới chụp chúng nó vào một bên. Chứ bây giờ chúng nó là một đội thì kêu gọi từ thiện thì ai người ta đóng vào bên này nữa. Bây giờ chúng ghét nhau ra thì của bên nào đóng bên đấy chúng nó được lợi chứ, đúng không ạ? Đấy, mục đích cuối cùng của chúng nó vẫn là đồng tiền, cách moi vét trong quá trình từ thiện, lấy cái nguồn tiền đấy, của người cộng sản, của nhân dân Việt Nam đấy, để chúng nó nuôi cái công cuộc của chúng nó thôi. Nên cái này chúng ta phải hết sức nhớ và để ý cho tôi cái việc này, để sau này tất cả những cái diễn biến gì liên quan đến cái việc mà chúng nó moi móc tiền của nhân dân là một, coi như lợi dụng để chụp lấy quan hệ đấy, để lừa bịp nhân dân thì chúng ta sẽ nhắc nhở những cái khán giả ở trên kênh của chúng nó đấy.